Hôm nay mình bắt được một cái thùng cá đầy luôn này các bạn này, rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Còn đây là cái khu chăn nuôi của mình nha các bạn ơi. Ấy con mèo này nó mới đi bắt cá với mình và xong các bạn này. Ấy, hello các bạn mèo nha, các bạn mèo xinh xinh, xịn xò không các bạn ơi. Ấy, con mèo đấy, con mèo lông xù nha. Ok, ok và bây giờ chúng ta cùng đi bắt cá nào các bạn ơi. Ở cái mương nước này có cá nha các bạn. Ấy, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá nha các bạn, bắt cá mang về nuôi nha. Các bạn ơi, đây cá đây các bạn. Có nhiều cá lắm nha các bạn ơi. Đấy, ui xịn đi. Đây là cái thùng đựng cá của mình nha. Các bạn, cái thùng có cái màu xanh luôn nha. Rồi và bây giờ mình cùng bắt cá nào các bạn ơi. Đấy, cá đấy, có nhiều cá lắm các bạn. Đây con cá này đẹp đây này. Hai con cá có cái màu vàng luôn nha. Ách chà chà, xịn đây này. Ơ kìa. Ấy giờ con cá này là con cá hồng kết vàng các bạn. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn ơi. Ok, ok. Con cá koi này các bạn, con cá koi này có cái màu vàng nha, xịn nè. Đấy, mình bắt được hai con cá có cái màu vàng rồi nha các bạn. Ok luôn. Đấy, một con cá koi với một con cá hồng kết vàng rồi nha. U bên trên cái mương thoát nước này vẫn còn rất là nhiều những con cá nha các bạn. Đây cá đây này, nhiều lắm nha các bạn. Rất là nhiều những con cá đây này. Con cá này, con cá koi này các bạn. Ôi xịn nè. À giật. Con cá koi nhá. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha các bạn. Đấy, mình bắt được ba con cá rồi nha. Ok ok. Xịn xò luôn. Mình sẽ đi men theo cái mương nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Vàng. Đây con cá vàng này các bạn, con cá vàng đẹp đây này. Ui xịn đi. Ấy con cá này đẹp quá các bạn ơi. Xịn xò không nào? Đấy, xịn xò quá nhỉ. Ok, ở đây còn con cá nữa các bạn. Để còn con nữa đây này. Con cá này đẹp quá đây này. Ui giời ui. Con cá này có cái người rất là dài luôn nhỉ. Con cá này là con cá chép coi đấy các bạn. Ở bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn rất là nhiều những loài cá các bạn. Đấy, cá coi đây. Cá chép coi bự nhỉ. Đấy. Ui xịn đi, mình bắt được 5 con cá rồi nha các bạn. 5 con cá rồi nha. Ờ mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha. Ui giời, con cá gì đây? Ui giời. Cá mập nha. Ui giời ơi. Ai da. Ai là con gì đây? Từ đấy xịn đi. Ok à. Cá mập đây này các bạn này. Ai da da. Ok. Con cá mập nha. Cá mập đấy các bạn ơi, cá mập ấy, cá mập Mexico nha. Bự đây này, to lớn nhá. À đây con vịt quạc quạc đây này. Ô kìa. Con vịt quạc quạc nhá. Ôi. Ok. Ồ còn cá các bạn ơi. Ở cái mương thoát nước này vẫn còn cá nhá. Các bạn ơi, đấy cá đây này. Có 3 con liền nhá. 4 con liền. Ui giời, còn rất nhiều cá luôn các bạn ơi. Ấy giờ xịn đi nè. Con cá này con cá chép có cái màu đỏ luôn nhỉ. Đấy các bạn ơi. Ồ xịn luôn. Đấy cá chép đấy. Ui giời. Ai xem sao. Ui, à khỏe thế. Con cá này đẹp thế này. Con cá này con cá rô phi các bạn. Con cá dấu rô phơi phi này. Ui giời. Xịn nhờ. Các bạn ơi. Ờ cá chê này. Ui giời. Ai giật 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 giật. Con cá chê này to đây này, bự đây này. Con cá chê này là con cá chê trắng bạch tạng nha. Cá chê thuộc bộ da trơn nha các bạn. Đấy, cá chê trắng bạch tạng ấy. Bự nha. Ui giời, khỏe thế. To nha. Ấy các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá đầy luôn rồi đây này. Ô kìa. Con gì? Con tôm này. Ui giời. Con tôm nha. Con tôm hùm Alaska này các bạn này. Ui giời nó bự này. To lớn không nào? Ai giật giật. To không các bạn ơi? Ồ thế nhờ. Rồi siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ok các bạn ơi, ở cái mương thoát nước này còn có rất là nhiều những thứ đẹp và hay ho luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ở đây cá này các bạn này, báo cá nhá. Báo cá luôn các bạn ơi, con cá này là con cá chim này các bạn này. Cá trời in chim đây này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Con cá chim này đẹp quá đây này. Úi dồi ôi. Ai. Ok à. Ai giật giả quậy thế nhở. Rồi cá chim đấy các bạn. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt. Con cá chim này đẹp quá. Đấy. Ui dồi ui. Mình bắt được một thùng cá đầy luôn rồi các bạn. Để còn cá vàng này đẹp quá đây này. Đấy. Ui dồi ui. Vẫn còn cá rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá gì đây. Ui dồi ui. Một chiếc du thuyền nữa đây này. Du thuyền thì đắm ở cái mương thoát nước này nha các bạn. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Để con cá này, con cá chép coi nữa này các bạn này. Đấy các bạn ơi, còn nhiều cá lắm nha. Đấy cá chép còi đấy. Úi giời ui. Xịn xò không nào. Đấy cá chép còi đấy các bạn ơi. Còn nhiều cá lắm mấy bạn ơi. Đây cá gì đây. Con cá này là con cá chép phụng này các bạn này. Cá chép phụng này này. Đấy. Ô kìa. Rồi thôi. Ô con cá này có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đẹp thế nhỏ. Ô. Ok. Đấy các bạn ơi, còn nhiều cá lắm nha. Úi ui. Đây, còn cá gì đây? Rồi. Tới công chuyện rồi các bạn ơi. Ồ, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, đây là con cua này các bạn này. Con cua này thuộc loài cua dã tràng nha. Đấy, cua dã tràng này nó rất là đẹp luôn, nó rất là nhiều màu sắc luôn nha các bạn.
Ôi ôi ôi, cá đây, con cá koi này các bạn này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Nhật Bản nha các bạn ơi. Đất nước Nhật Bản nha. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây, con cá gì đây? Ui dồi ôi, rất là nhiều cá koi luôn các bạn ơi. Đây con cá koi này có cái màu vàng nữa đây này. Đấy, cá chép phụng đuôi dài nữa đây này. Ấy, cá chép phụng đuôi dài có cái màu cam cam nha. Ấy, cam cam luôn đấy, đẹp không nào? Ok, ở con cá koi này có cái màu lạ lạ, đẹp thế. Có cái màu trong trong suốt suốt để đẹp thật đấy. Đây con cá koi nha. Đấy, cá koi đây này, đẹp đây này. Ôi, xịn luôn. Ok, ui. Ai à, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá ba đuôi này. Ô, cá ba đuôi với một con cá koi nữa nha. Ui, còn hai con cá nữa đây này. Ô, con cá chép phụng đuôi dài này. Đấy, đây con cá ba đuôi nhá. Cá ba đuôi đây các bạn ơi. Đấy, có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Xịn nhờ. Đấy, ở đây còn con cá này. Đây con cá này. Con cá này có cái màu vàng cát này. Ui dùi, đấy các bạn ơi. Màu vàng cát thì nó giống cái hạt cát hạt sỏi đấy các bạn. Đấy, màu vàng cát đấy, đẹp không? Ok, ui dùi. Mình bắt được một thùng cá đầy rồi các bạn, một thùng cá đầy rồi nha. Ok, mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha. Đây con cá gì các bạn ơi? Con cá này con cá chép phụng đuôi dài nữa này, có cái màu vàng luôn nha các bạn ơi. Đấy màu vàng ấy. Ok. Đi nào bạn ơi. Đây một mình bắt được một thùng cá rồi, rất là nhiều những loài cá rồi các bạn. Mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Tinh tinh rồi các bạn ơi, báo cá nhá, báo cá nhá. Đây các bạn, con cá này là con cá chép coi nữa này các bạn này, con cá chép coi này có hai màu sắc này. Nó có cái màu đỏ với màu trắng nhá. Ấy, điểm cắt đẹp không? Ui dồi ui xinh thế. Ai giật. Xịn sò luôn đi. Ok. Rồi rồi rồi, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ở cái mương thoát nước này vẫn còn cá nhá. Đấy có cá nha các bạn. Ok. Đi nào bạn ơi, mình sẽ đi men theo cái mương để bắt cá tiếp nhá. Đây đây, cá đây các bạn. Ui dồi ui. Ai giật giả ở cái hố nước này các bạn ơi. Ai giả. Cá đây này, con cá thì to đấy. Một chiếc du thuyền bị đắm ở cái hố nước đây này. Đây này các bạn này. Ai giả giả. Ồ, các bạn ơi, ở cái vũng nước này còn nhiều cá lắm nha. Đây các bạn này, con cá này đẹp quá đấy này. Ồ, nó có ba màu liền nha. Đấy, ui dồi, con cá này xịn quá. Đẹp đây này. Đấy, một thùng cá đầy rồi các bạn ơi. Ok, đấy, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây, con cá này là con cá gáy nữa này các bạn này. Con cá gáy với một con cá koi nữa nha. Đấy, con cá koi này có cái màu trắng này các bạn này. Ui dồi, có cái màu trắng đẹp thế. Ôi, xịn nhờ. Đấy, các bạn ơi, con cá gáy này, cá gáy thuộc loài cá chép nha các bạn. Đấy nó có cái màu xanh, ui to lớn nhá. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình bắt được một thùng cá đầy nữa rồi này các bạn này. Đây con tôm hùm đất này các bạn này. Đấy ở tôm hùm đất này các bạn này, nó đẹp quá nhở, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Đấy bây giờ mình sẽ đi men theo cái mương thoát nước để đi về nhà nhá các bạn ơi. Khi mà đem những con cá này mang về, mình sẽ quay lại trong quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nhá các bạn ơi. Ok. Đấy, là các bạn ơi, chúng ta đi về nhà nào các bạn ơi. Đi men theo cái mương thoát nước đi về nhà nhá. Khi mà mang về đến nhà rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, ấy cái đường mòn đi về nhà nhá. Các bạn ơi, đây mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá và rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Các bạn ơi, đấy, cá koi, cá chép, cá chim, cá hồng kết vàng, cá thần tiên, cá bảy màu, cá beta, rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đây à, đấy các bạn nhiều cá lắm, toàn cá đẹp, cá xịn thôi nha. Đấy, con cá này xịn xò đây này. Đấy, rất là xịn luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đây là cái thùng nuôi cá lớn của mình nhá. Đấy, nhiều lắm các bạn. Rất là nhiều những loài cá đẹp và to các bạn nhỉ. Đấy, cá này các bạn, nhiều cá đẹp không? Xịn xò luôn ấy. Ok, đấy cá đấy. Ui rồi ui. Đấy, rất là nhiều những con cá siêu đẹp luôn các bạn. Những con cá vàng, cá cảnh, cá màu sắc các bạn ơi. Đấy cá koi đây. Cá koi đấy các bạn. Cá koi thì nó rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn ơi. Còn đây là cái ngôi nhà cho con mèo nó ở các bạn. Con mèo đi chơi đâu đấy? À đây, nó đang trong ngôi nhà gỗ đấy các bạn ơi. Ơi, hello các bạn mèo nhá. Ôi, bạn mèo xinh ý. Ok các bạn. Đấy các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi có đẹp không nào? Đấy, còn đây là cái bể nuôi cá xịn các bạn ơi, nuôi cá bé 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 đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh đấy. Ở trong cái bể bằng kính này có bốn con cá lóc Mexico các bạn ơi, còn con cá này là con cá chép sư tử nha. Đấy cá chép sư tử đấy các bạn, rất đẹp luôn, có cái màu màu vàng cam luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn, màu cam với củ cà rốt và con thỏ thích ăn này. Ok đấy, đẹp không? Đây con cá chép phụng đuôi dài có màu trắng đấy này. Ấy xịn không các bạn, thấy mình có cái bể nuôi cá bằng kính có đẹp không nào? Rất là xịn sò luôn đấy các bạn ơi. Đấy cá lóc Mexico đấy kìa, xịn luôn đấy. Đấy cá lóc Mexico thì nó có hình dáng như vậy các bạn nhá. Các bạn ơi, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm và bắt những con vật dễ thương nữa nhá các bạn ơi.
Ok các bạn đấy, cá đấy, hôm nay mình bắt nhiều cá lắm. Đây cái bể nuôi cá này đẹp không? Rất là nhiều những loài cá đẹp luôn các bạn. Ôi xịn luôn. À đây rồi các bạn ơi. Đây là cái bể nuôi rùa của mình nhá các bạn. Ở bên trong cái bể này có hai con rùa nha các bạn ơi. Các bạn ơi, đấy rùa nhá. Đây rùa đây này. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ nhá các bạn. Rùa vẽ đông nhá các bạn ơi. Rùa vẽ đông ấy. À xịn luôn. Hello các bạn rùa nhá. Các bạn rùa này xinh như này. Ấy, dễ thương không? Đây có con rùa này là rùa tai đỏ nhá các bạn. Cái con rùa này có cái mai màu xanh như này, rùa tay đỏ đấy các bạn. Ok và bây giờ mình sẽ đi bắt các con vật dễ thương nữa nha các bạn ơi. Ok các bạn, đây cá đây này các bạn này, đây là những con cá bảy màu này, cá beta này, cá lóc Mexico, rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Còn đây là cái bể nuôi cá bằng thủy tinh các bạn ơi, bằng kính ấy. Và bây giờ mình sẽ thả những con cá này các bạn, dùng cái vợt để vớt cho nhanh các bạn ơi. Đấy vui đẹp nha các bạn ơi. Cái bể thủy tinh này thì có thể ngắm cá từ bên ngoài được các bạn ơi, rất là đẹp luôn nhỉ. Đấy, cá lóc Mexico đấy các bạn ấy. Đấy, cá beta đấy. Cá beta thuộc loài cá cảnh nha các bạn, cho nên là cá beta nó rất là nhiều màu nha. Ok ạ. Ô. Cái con cá lóc này lại nhảy ra ngoài này. Đấy đấy đấy. Ok, cá lóc nó nhảy rất khỏe nha các bạn ấy. Đấy, cá lóc nha, cá lóc Mexico các bạn ấy. Ok. Đấy, nhiều cá không các bạn ấy. Rất là nhiều những con cá beta nữa các bạn đây này. Cá beta đấy các bạn. Cá beta thường nó sẽ có cái size rất là nhỏ như vậy thôi các bạn. Nhưng mà nó đẹp nha, nó rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu vàng các bạn ơi. Còn con trạch Mexico nữa kìa. Ok, xịn không? Xịn sò nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ thả cá lớn các bạn ơi. Ở đây vẫn còn mấy con nữa này các bạn này. Ấy, nhiều lắm các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Ấy, rất là nhiều những con cá đẹp nha. Đây, cá lóc Mexico, cá beta bảy màu. Cá bảy màu rất là nhiều cá các bạn ơi. Ok, đấy, xịn không các bạn ơi. Đấy, cái bảy nuôi cá nhá. Cái bể đường kính này đẹp quá thế này, rất là đẹp luôn nha. Ok rồi các bạn ơi, và bây giờ chúng ta ở đây con mèo đây, con mèo đi chơi về rồi đi này. Ok, ở con mèo lông xù nhá, nó mới đi chơi về nha các bạn. Ok, thỏ đang ăn này. Ui thỏ đang ăn cỏ nữa đi này, xinh nhỏ đáng yêu không đấy thỏ đấy các bạn. Ok rồi, chuột, con chuột kìa, con chuột kìa. Ai con chuột đây, con chuột này đẹp thế này. Ái già già, con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh, cho nên là nó có rất là nhiều màu nha. Con chuột lang này có màu vàng, màu trắng, màu đen đi này, đẹp nhở. Hello cái con chuột nhở, ông chủ đẹp thế, dễ thương đi. Ôi hello nhở, hello cái con chuột nhở, con chuột lang các bạn ơi, nó đang ăn rau cỏ này, ăn cây điều nhá. Có rất là nhiều những con cá chê nhở. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể nuôi cá của mình này các bạn, rồi mình sẽ bơm nước vào nhá. Đấy, xịn sò không? Đây các bạn, cá chê đây. Ui dồi ui, xịn không. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, hình cá chê đấy, to lớn không? To khổng lồ luôn nha. Ui dồi ui, nó bự này. Và cá chê màu trắng kia là những con cá chê đột biến nha. Đây này các bạn, to lớn không? To khổng lồ luôn các bạn. Đấy, nó bự, nó to như vầy cơ mà. Và các bạn cùng quan sát nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, vẫn còn rất là nhiều những con cá trên nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ quay qua một vòng cái bể cá của mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn, có mấy trăm con liền, hàng nghìn con cá trê liền các bạn, rất là nhiều những con cá trê các bạn này. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Mình bơm nước vào cho nước nó nhiều cho cá nó thỏ nhá các bạn. Đây, loài cá là sống ở dưới nước cơ mà các bạn. Kia có cả cá lóc kìa, cá trê màu vàng, cá trê màu trắng, cá trê màu đen. Cá trê cũng có rất là nhiều màu sắc các bạn. Nhưng mà màu trắng nó hơi hiếm các bạn ạ. Đa phần là có những con màu đen các bạn ơi. Ai thật giả cá chê đấy các bạn. Ok, mình đang bơm nước vào trong cái bể nuôi cá này rồi các bạn ơi. Ai thật giả xịn đấy. Rất là lớn luôn các bạn ơi. Ui đấy, rùa common thuộc loài rùa common cá sấu nha các bạn. Nó rất là to luôn ấy. Ui quạc luôn kìa. Qua này có một con chuột nhá, con chuột lớn nhá, chuột siêu to khổng lồ nhá các bạn. Đây là cái hang chuột đây này các bạn. Ai thật giả xịn ấy. Ok, mình phát hiện ra rồi nhá. Ôi trời ơi, đây này các bạn ơi. Ôi đẹp lắm nhá. Một con chuột lang nhá các bạn. Ôi sâu sâu bên trong cái bụi hoa này này. Ái, dễ thương ấy. Ái, trời ra, thấy rồi nhá. Ok kìa, đẹp nhá. Chuột lang các bạn ơi, con chuột lang này đẹp lắm nhá. Có rất là nhiều màu sắc luôn. Ui, ok kìa. Đây này các bạn này, rồi. Đây này các bạn, đẹp lắm nhá. Đấy đấy, ui, xịn đi. Một con chuột lang nha. Ok, đấy, đẹp không? Ok, và bây giờ mình sẽ đem con chuột mang về nha. Rồi mình sẽ cho chuột ăn nha các bạn ơi. Để ăn các bạn. Con chuột này đẹp nhỏ, nó có hai màu liền nha. Màu vàng với màu trắng nha các bạn. Rất là đẹp luôn này. Đấy, chuột lang này các bạn.
đang ăn cái củ cà rốt nhá, con chuột này đang ăn củ cà rốt các bạn ơi. Đấy, con chuột này xịn nhỏ đấy, có hai màu, màu trắng màu vàng nhá các bạn. Ai da, cute thế nhỉ, rất là hồn nhiên như con tiên luôn, đang ăn củ cà rốt nhá. À đây này các bạn, hai con nữa nhá, một con chuột bố với một con chuột mẹ nhá. Xem ra sắp tới, thời gian tới mình sẽ có rất là nhiều những con chuột con nhá các bạn. Thế này chuột nhỉ, đấy nó ăn củ cà rốt nhá các bạn. Ồ xịn nhờ, hơi đáng yêu, cute luôn này các bạn ơi. Rồi và bây giờ mình sẽ cho thỏ ăn nhá các bạn. Ấy giờ xịn nhà, con thỏ này là con thỏ lái nhá các bạn. Con thỏ này được 3 4 tuổi rồi các bạn ơi. Nó đang ăn củ cải đây kìa. Ấy xịn nhá. Xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con thỏ con nha, các bạn cùng đón chờ nhá. Các bạn cùng quan sát xem là con thỏ này đang ăn củ cải nhá. Ô sờ cây, và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn ơi. Rồi, đấy thỏ đang ăn củ cải các bạn ơi. Thỏ thì nó ăn đa dạng rất là nhiều những loại rau củ quả các bạn ơi. Cà rốt này, củ cải này, rau muống này, rau lang này, các kiểu luôn. Đấy, xịn không? Hơi xịn xò con bò luôn đấy các bạn. Rồi và bây giờ mình cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng đấy nha các bạn. Rồi đi bắt thỏ đấy nha các bạn ơi. Thỏ nhá. Đây, ở cái vườn cỏ này các bạn có rất là nhiều những con thỏ nhá. Những con thỏ đang ăn cỏ các bạn ơi. Đấy, thỏ nó rất là thích ăn rau củ quả và cỏ đấy các bạn ơi. Đây con thỏ này đẹp đây này. Một đàn luôn các bạn ơi. Ô sờ cây, và bây giờ mình cùng các bạn bắt thỏ nhá. Đấy, thỏ đấy 2 4 5 5 con nha các bạn. Ok đây, đẹp ơi. Đấy, con thỏ này xịn đi nè. Đấy, có hai màu liền nhỉ. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt con thỏ này mang về cho nó ăn nhá. Đấy, cho nó ăn các bạn. À, quay cận cảnh hơn cho bạn xem nhá. Xịn sò nhá. Đấy, ra kìa. Đấy. Cuối cùng thì nó cũng đã chịu ra các bạn ơi. Đấy, nó đang ăn ăn cám nhá các bạn. Cái cám từ cây cỏ nghiền ra đây các bạn ơi. Đấy, xịn không? Thỏ cảnh các bạn ơi. Thỏ cảnh nó rất là dễ nuôi nhá. Ok. Dễ thương không các bạn ơi. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm vịt gà nhé các bạn ơi. Đây, vịt của các bạn này. Vịt con, gà con nhá. Ấy giật xịn xò nhá. Vịt con, gà con đấy các bạn. Những con vịt và những con gà mới được nở ra từ trong quả trứng thì nó có hình hài bé bé xinh xinh như vậy các bạn. Đấy, con gà lon ton chít chít này. Con gà con đấy các bạn. Con gà cũng có cánh như con chim đại bàng nhá. Nhưng mà cái bọn này nó vẫn còn nhỏ các bạn. Đó, chưa biết bay nhá. Hai con gà rồi nhá. Ấy dễ thương không? Cute không? Đấy, gà con đấy các bạn. Đấy, gà lon ấy, ơi đẹp nhỉ, ôi xịn sói, ba con gà nhá, rồi bốn con, năm con, 5 con gà con nhá, đấy. Xịn nhá, đấy. Gà con đấy các bạn, gà con non ton chít 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 chít, xịn đấy, đấy, còn đây là những con vịt nữa kìa bạn kìa, những con vịt nữa nhá, đấy xịn không, à, vịt con đây này các bạn này, đấy. Ok đây còn những con, đây là những con vịt con nhá, vịt con đấy các bạn, ô xịn nhỏ. Vịt con, một con vịt mà xuề ra hai cánh nhá các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn. Rồi rồi rồi, ok hả? Ok hả? Đây, ở trong có trong cái hang này các bạn có một con cóc nhá. Con cóc các bạn, con cóc chứ không phải con ếch nhá. Đây này, ui xịn này. Xem ra hôm nay mình tìm kiếm được rất là nhiều những con vật dễ thương rồi các bạn. Con cóc nhá, con cóc các bạn. Ôi đẹp đấy, dễ thương nhờ. Ôi, ui, con gì đây? Ui, con này con nhện nha các bạn ơi. Con nhện siêu to khổng lồ đây rồi. Có nhận quái vật luôn các bạn ơi. Ui dồi, kia, con nhện nó vừa đẻ con kìa. Đấy kìa, chị nhá. Đấy các bạn ấy, con nhện đây này. Con nhện, nhện mẹ nó vừa đẻ ra một con nhện con đây này. Ui dồi, ui. Con nhện siêu to khổng lồ đây này. Đấy, chị không, các bạn ơi, con nhện nha. Đấy, con nhện các bạn ạ, con nhện siêu to khổng lồ nha. Đây, con ốc sên này các bạn này.